Chiều ngày 11 tháng 11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác của Trung ương dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các xã Mường So, Hoàng Thèn, Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Tới dự chương trình còn có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí trong đoàn của Trung ương và các địa phương, tôi xin gửi đến đồng chí, đồng bào, các bác, các cụ, các anh, các chị và các cháu những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tất cả chúng ta chúc cho ngày hội đại đoàn kết thành công rực rỡ, xứng đáng là ngày hội điểm của Lai Châu và cả nước ta. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng 40 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh. Bộ Công an tặng 100 ngôi nhà cho hộ nghèo tỉnh với trị giá 5 tỷ đồng. Chủ tịch nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tặng quà cho 15 hộ gia đình tiêu biểu của ba xã Mường So, Hoàng Thèn, Khổng Lào. Tham dự chương trình, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đã đại diện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 2,5 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo tỉnh Lai Châu. Những món quà ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp đỡ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu có điều kiện an cư, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Rất nhiều thông tin mới, nội dung quan trọng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News. Kính mời quý vị like và subscribe để theo dõi nhé!